Hello anh em nhé, thì bên mình lại về một lít xe mới lên sóng thông báo cho anh em. Anh em nào có nhu cầu alo cho mình qua số điện thoại 0979 665 264 các bạn nhé. Thì bên mình sẽ chụp ảnh và gửi chi tiết tùy theo cái màu sắc và cái size của anh em. Thì mình đang làm một số cái dòng thương hiệu như là Gian này, đây, các dòng Gian X-Cape, dòng đời khung dẹp nhé. Đời rất là đẹp và đi rất là chắc chắn này. Đấy, ghi đông bút tăng đều nhôm trắng tinh. Đây là những hàng bên mình chưa dọn, mình quay cho anh em trước để anh em thấy cái sự đồng đều. Đây là những hàng bên mình tuyển được gọi là nước một, nên cái độ đẹp nó khoảng tầm 80% trở lên và đồng bộ từ A đến Z, vành xăm lốp máy ơ các kiểu là đồng bộ anh em nhé. Đây là dòng dãy kép này, dòng ấy là size M thì đương dành cho anh em cao tầm 1m7, 1m65, 1m7 trở lên đến tầm 1m8 là đi ok được các bạn nhé. Đấy, thì đúng có ba màu xanh nước xanh cây này, màu ghi ông chuột và màu xanh gọi là xanh da trời kia anh em nhé. Đấy, ngoài ra thì còn một số thương hiệu khác như con Spec Slide đây là hàng của Mỹ này, hoặc là Gian cao cấp hơn là Gian ZX này. Đấy, cũng là dòng cao cấp hơn dòng kia. Đấy, cái dòng Gian ZX này các bạn mua mới là tầm 15-16 triệu nhé. Đấy, tiếp theo là con của Đức đây, hàng Coatex màu đen như là đen xám rất đẹp các bạn nhé. Đây những hàng chưa dọn, đấy, mình quay trước cho anh em. Đấy, hoặc tiếp theo cũng là thương hiệu của Perfection, hàng của Mỹ đây anh em nhé. Đấy, tiếp theo là vẫn là một con Gian nữa, cũng là dòng Gian ZX, con này dây âm sườn này, rất là cao này. Đấy, giá mới 15-16 triệu các bạn nhé. Đấy, tiếp theo là dòng Perfection, con này màu rất đẹp, màu xanh này quá ok nhé, màu xanh ngọc đây. Đấy, hoặc là màu Pigeon màu trắng. Đấy, thì đây là list mới hàng tuyển chọn đầu về cho anh em. Anh em thích hãng và thích nhu cầu, thích màu sắc và thích size bao nhiêu báo bên mình thì bên mình sẽ lựa và dọn xong rồi sẽ lên sóng cho anh em. Đấy, hoặc bên mình cũng có con dọn rồi sẽ cung cấp cho anh em các bạn nhé. Lưu ý tất cả các sản phẩm xe đạp bên em là bảo hành cho anh em về thống khung là 12 tháng các bạn nhé. Đấy, còn các chi tiết hao mòn như là xăm lốp anh em hỏng anh em thay. Đấy, còn tất cả bên mình đã căn chỉnh dầu mỡ hoàn thiện cho các bác rồi, anh em chỉ về việc sử dụng thôi, anh em đi bảo trì bảo dưỡng đầy đủ thì rất là bền các bạn nhé. Ok, anh em có sản phẩm alo mình qua số điện thoại 0979 665 264. Đấy, và giá xe dao động từ 5.500.000 đến tầm 6.500.000 anh em nhé, nó tùy vào cấu hình xe và chất lượng xe, độ đẹp mới khác nhau rồi. Ok, xin chào cả nhà, hẹn các bạn ở những video lần sau.